vào tối ngày 14 tháng 11 vừa qua, chung kết hai cuộc thi rap đầu tiên của làng giải trí đã được diễn ra. Hai quán quân đều là những người có phong độ vững vàng trong suốt cuộc thi. Nhưng sau khi công bố kết quả, cả hai cuộc thi đều nhận về được những ý kiến trái chiều từ phía khán giả. Sài Gòn buồn quá em ơi, em giờ đang ở đâu? Em giờ đang ở nơi đẹp như là nước hoa. Nhưng chắc là mùi hương đấy lại nằm trên áo ai đó. Sao tự dưng em quan tâm tôi, vậy ai thuê em trên vai đó? Ây da, không hẹn mà gặp, tư tưởng lớn gặp nhau. Cả hai quán quân đều có sở trường khi rap về các vấn đề nhân sinh, cuộc sống. Và họ đều chưa có phần trình diễn nào về chủ đề yêu đương trong suốt hành trình thi của mình. Và cả hai chàng trai này cũng đều sinh năm 1996. Không quá khó hiểu khi những thí sinh mạnh trong việc mang đến các thông điệp sống ý nghĩa và chọn lối rap thuần Việt nhận được sự lựa chọn của số đông khán giả. Một người truyền cảm hứng với những trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống đã có một bình luận cho chàng trai này, đó là bạn ấy lột trần cuộc đời của mình trên sân khấu với những trăn trở, nỗi niềm, nhắc nhở các bạn trẻ bài học đừng bao giờ ngủ quên trong chiến thắng. Phải nghỉ học từ năm lớp 9, làm nhiều công việc khác nhau, kể cả công việc tay chân. Có lẽ chính sự bươn chải này đã làm cho anh chàng có lời rap không tưởng về cuộc sống. Anh đã từng do dự không dám đi thi vì nghĩ rằng những vết mực, những hình xăm trên gương mặt của mình không phù hợp khi xuất hiện trên sóng truyền hình. Chiến thắng đến từ 196.949 lượt bình chọn của khán giả có lẽ đã giúp anh hiểu được một điều rằng âm nhạc mới chính là thứ quan trọng nhất chứ không phải là vẻ bề ngoài. Đi về đâu hả, đi về đâu hả, đi về đâu để được che chở. Còn đặc sản của chàng quán quân còn lại có lẽ đến từ ca từ Moonslight. Chỉ mới 24 tuổi thôi, nhưng vốn từ của anh chàng này lại là khổng lồ hơn lứa tuổi của mình. Và nhiều lần đã khiến khán giả kinh ngạc bởi khả năng dùng từ, chơi chữ của mình mang nhiều ý nghĩa và dẫn dắt người nghe đi đến những miền cung bậc cảm xúc, luôn chú trọng vào những giá trị nội dung. Các bản rap của thí sinh này đều được viết từ những câu chuyện thật, gần gũi nên dễ lôi kéo sự đồng cảm của số đông khán giả. Em không chí chá, em chỉ muốn tôi xí xóa. Nhớ em khiến thời gian trôi phung phí quá. Nhưng tôi đâu phải kẻ có tâm trí đã. Nhưng cả hai lại gặp phải ý kiến đánh giá từ một phần khán giả vì cho rằng không thực sự linh hoạt và đối thủ cạnh tranh của mình cho chức quán quân. Từ flow đến cách điều chỉnh màu sắc giọng rap, xây dựng kết cấu từng phần trình diễn và tinh thần chiến đấu thì hai cái tên mang ra so sánh kia lại được nhận xét là màu sắc hơn. Nhưng nếu xét về lời rap mang sức nặng ngữ nghĩa thì cả hai quán quân của ta thực sự không phải dạng vừa đâu. Và trải qua mùa đầu tiên, hai cuộc thi về rap này thực sự đã khai phá được những viên đá vô cực và cho họ những kỹ năng để trở thành những chiến binh quái vật của làng rap nói chung. Trên mạng xã hội, các thí sinh đã và ngày càng nhận được nhiều sự tin tưởng, ủng hộ từ phía khán giả với số lượng người hâm mộ tăng lên nhanh chóng. Ta là gã điên, đúng yêu em quên cả thời xác. Ta đâu có gì dành cho em, chỉ có men trong lời nhạc. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé.